Anapana Samadhi ya le ne sin pyo pi ba de. Vipassana so ra ga lo nan yog ko myin ma vipassana chin ma ba. Ngài nói là đa na bố thí cúng dường thì quý vị cũng đã làm rồi. Trì giới một ngày chúng ta cũng đã làm rồi. Thiền định những ngày qua chúng ta cũng đã làm rồi. Còn đối với thiền tuệ thì nếu những ai, những hành giả nào có thể thấy rõ danh pháp, sắc pháp thì khi đó sẽ có được cái tài sản này, tài sản thiền tuệ. Thì liên nhu gỗ ni đi cả nàng lâu mà ni đi cú tôi suy vô lưu lên nằm về bị thảo hòa đấy. Nào đập hẳn, anh nữ khá mi gà âu xa lấy bà anh chị dễ đủ đánh bà chú đi mẹ âu xa lưu lên về nằm về bị thảo hòa đấy. Ở trong tiểu bộ kinh, bộ kinh tiểu tùng có bài kinh tên là Nidhikanda Sutta. Nidhi có nghĩa là cái hũ vàng phước bảo, và cũng còn gọi là Anukamika, nghĩa là những cái phước bảo này là những cái bổng đi theo suốt của chúng ta cho đến khi chúng ta tu tập và đạt đến sự giác ngộ, đạt đến niết bàn. Chắc cũng biểu hiện là ưu tư suy vô ye chú an đi tình vô yá bảo đá cổ lò này cá thá vong yá soạn nè chú an đi tình vô biểu hiện là ai chế á cá thá lý tập bảo gà mà nữ tí gà sa tâm bát đi thí vã lô kì sa yá rà đi yá sa nế bà nà tâm bát đi tâm bà mê tì nà lạ bà đi lưu yé xí dê miêu miêu nà bì chào thay ế xí dê ế miêu miêu kia mà xí dê ế miêu miêu nế bàn chán tà tâm bát đi gô ế rì gu tù xuê gô gà bè dù bì nè lù bò dà gù lò lãnh bò dà bà lê. Và bốn món tài sản này có những cái lợi ích gì ở trong đời sống của chúng sinh? Ở trong bài kinh này, Đức Phật đã dạy rằng Manusika cha sampatti deva loge cha yarati. Những cái phước báo này có thể mang lại nhiều sự thành tựu ở cõi người, ở cõi trời, chư thiên và phạm thiên, và có thể mang đến cái sự thành tựu của sự đạt được, chứng đắc được niết bàn. Eri tan tan đi si wa o sa mya go đà na nè tì la gà lù sì dìng chán tà miu miu nà bì chào chà sì dìng miu miu gù chù bì nài mà lì nà bà tòm chì nè tàmà lì à rò chà mà sì dìng gù chù bì lì nà vì bà tà nà gà rò nè bà ngù chù bì lì lù tì lù khuè bì rò mà lù yà vả lì. Trong bốn tài sản phước báo này, hai tài sản phước báo đầu tiên đó là đa na bố thí cúng dường và sila trì giới có thể khiến cho một chúng sinh thành tựu những phước báo ở cõi người và sáu cảnh giới dục giới ở cõi trời. Đối với tài sản samadhi thiền định có thể khiến cho một chúng sinh thành tựu những quả phước ở các quả phạm thiên, và đối với phước báo tài sản trí tuệ có thể
khiến cho một chúng sinh thành tựu cái sự đạt được niết bàn. Đối đó, tỳ la ca đó, tâm ari yo vipadana yo, thì năm điều đó ngủ thao cú, chế sư chư bì bà đấy. Tỳ la ca đó, tâm ari yo vipadana yo, alo đuệ thao cú, chế sư chư bì đấy, được thì đồ lên mai làm sư bà đấy. Và chúng ta cũng cần ghi nhớ rằng, tài trạng phước bảo thì giới hỗ trợ cho phước bảo thiền định và thiền quán. Sáng tâm ari hà chả má bồ ngô về chú bì vả rê nê bà ngô a chú mạ bì nê a chú mạ bì dì vả hù a thá gù lô a chá bà rê anh em bà nê lô mạ nê gà bìo gê rê Vedana ajaune paya liyao Sanne vipadana kwa chavo ne diya liyao Nenge di tatsin yoa ome. Đối với phước bảo thiền định có khả năng dẫn dắt một chúng sinh đến sự thành tựu những quả phước ở các vị trời phàm thiên và hỗ trợ cho việc tiến hành thiền quán, nhưng không thể có thể hướng đến sự thành tựu niết bàn. Chỉ có phước báo thiền quán mới có thể dẫn dắt và khiến cho một chúng sinh thành tựu đạo quả và niết bàn. Thầy A Sư đã thấy cả tao ý thì nhiều đấy cả chán ta đấy. Bầu nay ta đi học sĩ kể vui vẻ đấy. Tụi ngà ở đây bảo vang cả sáng tâm áp bát đi gồ á châu bí đồ phía má bầu ngồi yào phía má bầu ngàn đi tao vinh chinh dụ yào khê đi lưu liên phía má bầu ngà cá mạ gồ ni gồ sáng nế bê khoa thá kê đi đuôi chào lưu bầu yào là đi cá mạ gồ ngô dương bầu mạ đi ai nào biết bố sư ra nè đâu mà xin được cứu hòa vui đấy. Vào thời Đức Phật có một người thanh niên sinh ra trong một gia đình giàu có. Kiếp trước người thanh niên này có sự tu tập thiền định cho nên đã tái sinh vào cõi trời phàm thiên, và khi hết tuổi thọ cõi trời phàm thiên thì người thanh niên này đã tái sinh xuống con người. Nhưng mà khi ở trên quả trời phàm thiên vốn là một phàm thiên, cho nên không có tâm thích thú đối với những cái đối tượng của tham dục. Chính vì vậy mà khi tái sinh vào xuống con người trong một gia đình giàu có thì người thanh niên này cũng do ảnh hưởng của kiếp quá khứ mà không có tâm tham dục đối với các cái đối tượng của tham dục, vì vậy mà không muốn lập gia đình. Dạ thưa thiên, ai nào chế dùng chơi hoa và liên này? Ai nào mà biết lựa chọn để nhiều đa nhiều thứ gì à? Nhà đó à chứ, chả má bố mẹ làm cái gia đình được thì lối, chỉ bố nhà đi chứ, mẹ nhà vào đấy. Cho nên chúng ta tạm hiểu rằng thường những người nam người nữ mà không có lập gia đình hoặc là không có mong muốn để lập gia đình thì có thể những người đó tái sinh xuống bằng người từ các quả phàm thiên. Sau đó bạn biết đấy, đạo vị thiền nhiều à? Ai nào mà biết được đấy, đặc biệt là biết bao nhiêu nhiều đi cả, đem bây giờ mình đi lối xi măng này, khám ở đó, tu hành nào sau,
Suy sinh yêu nè tự nhiên dù mê đồ. Mà phía này ông nà tâm mì nên đồ nà mà lệ suy sinh yêu cổ trụ khai mì đồ. Vô lại mà thật đấy. Thô khá mì bà suy nhìn yêu đi khá. Suy sinh yêu nè tự lệ em yêu tâm mì cổ đi đi ăn này ngà. Sa bù đi bà ảnh nàm giá lại xa lệ khá. Suy sinh yêu lý nè tự lệ bên kênh đi yêu cổ. Tuy lệ tuy bí nà phê tâm mì bà suy nhìn yêu đi tập hồ trụ xoá. Sẽ giảm đi đó. Tao với thêm yêu cầu khó sao là ra để được tìa hóa đấy. Vì người thanh niên không muốn lập gia đình, cho nên ở trong nhà bố và mẹ muốn người này phải lập gia đình. Vì không có cãi lại được lời của bố mẹ, cho nên chàng thanh niên mới đưa ra một cái điều kiện khó để có thể thoát khỏi cái sự gán ép, sự bắt buộc của bố mẹ là phải lập gia đình. Thì người thanh niên mới bảo bố mẹ rằng con không có muốn lập gia đình. Nếu như bố mẹ muốn con lập gia đình thì hãy làm một cái tượng bằng vàng thật đẹp, và nếu như có những người nữ nào có sắc đẹp đẹp giống như tượng vàng thì con mới lấy. Vì là một gia đình giàu có cho nên bố mẹ của chàng thanh niên vẫn làm theo, làm một cái tượng vàng của một người nữ rất đẹp và sai bảo những người làm việc, những người giúp việc, các tùy tùng đi tìm một cô gái đẹp bằng cái tượng vàng này ở khắp nước Diêm Phù Đề là Ấn Độ bây giờ để mang về gả vợ cho chàng thanh niên. Và như vậy thì đoàn tùy tùng đã đi khắp nước Ấn Độ để tìm người con gái, và cuối cùng thì tìm được người con gái có sắc đẹp đẹp như là pho tượng vàng vậy, và đã đưa về, đã hai bên đã kết nối nhau và đưa về để làm vợ chàng thanh niên. Đây mà mình cho ngài thì sẽ kể cả mai mong giá tòa quý đẹp khí gồm lên nè và là trả hòa đấy lên nè để sau là nghe nè cho mình mới cho đi hả. Lê đàn mô đàn nê, nê bù đàn nê, khai á rè đuôi dọc lăng kì mà quên lô nghe đề lục tì à bà đê. Hồi xưa vì đường xã chưa phát triển, chưa có những cái phương tiện đi lại dễ dàng giống như thời nay, cho nên trong suốt đoạn đường dài từ quê hương của cô gái để đưa về thành Savatthi thì do nhiều cái điều kiện khó khăn như thời tiết nắng mưa vân vân khiến cho cô gái đã mệt mỏi và cuối cùng đã qua đời. Rồi còn nữa, bây giờ là nay là nào cả? Kỷ niệm là nhiều lần á, kỷ niệm là gì cũng. Vì là tâm hồn chân nhà gà bè bè được yêu nghề bà đấy. Vì là gà lương chứng mưu của bè đấy. Tâm hồn gà thả chua chân dì là mưu của bè đấy. Vì bà mẹp bè nhà rô gà cây ông đi đấy tắt đi gồ bà mà chân áo á lô mô bè ta đấy được yêu nghề bì bà bì. Trong các pháp thoại trước, ngài có nói về ba lớp phiền não, ba tầng phiền não, đó là phiền não bộc phát qua thân và khẩu, phiền não bộc phát ở trong tâm, và phiền não vẫn còn ngủ ngầm ở trong tâm. Thì để đoạn trừ ba tầng phiền não này, hành giả cần phải thực hành giới, tình và tuệ. Giới có thể đoạn trừ được
những phiền não bộc phát qua thân và khẩu. Định có thể đoạn trừ được những phiền não đã bộc phát ở trong tâm, và tuệ có thể đoạn trừ những phiền não đang còn ngủ ngầm. À, sư yến, giờ khu tao ấy thì nhiều à, ta thấy ta đi hả, sau đó cả ai nào mà biết chuyện nào hả, à này, cảm ơn ông nhiều, bà này bé tha này, sau đó hút rồi còn được chỉ số gì bả? Như vậy đối với chàng thanh niên ở trong gia đình giàu có đó, khi mà không muốn lập gia đình thì cái tâm tham dục của chàng thanh niên được đoạn trừ bởi cái pháp gì? Trong ba pháp giới, định và tuệ. Ngài muốn mọi người trả lời là khi mà chàng thanh niên không có những tham dục, hướng đến những cái đối tượng tham dục để lập gia đình ấy, thì vì sao mà chàng thanh niên có cái khả năng như vậy? Chưa tâm mà đi chọn số một. Ở bà đấy, từ đi chấm áp bồn nung á, sàn tâm á đi ra nà bà đấy. Ấy sàn tâm á đi xây nè, dạ khu lê bê, kàm mạ gông bê thà rê, lúc xù lù yà bà đấy. Thì có người ở trong chúng ta nói rằng là do định, cho nên chàng thanh niên có thể làm giảm thiểu hoặc là đoạn trừ cái tâm tham dục của mình. Thì điều đó đúng, bởi vì kiếp trước chàng thanh niên là một phàm thiên, đã là phàm thiên thì đã có sự tu tập thiền định, và nhờ cái năng lực thiền định còn sót lại, cho nên khi sinh xuống cõi người thì chàng thanh niên đã không có tâm tham dục đối với các cái đối tượng dục vọng. Cả giới nhân sanh tâm ban này ta niệm gì mà sẽ cha và mẹ được bị nhé, bị được thì bạn nhé. Và như vậy đó thì cái phước báo thiền định đấy ở trong tự sinh luân hồi thì đã thật sự là yên tâm chưa? Ngài hỏi, ngài muốn hỏi và người là nếu như chỉ tu tập thiền định không thôi, giống như chàng thanh niên thì đã yên tâm chưa? Chưa. Xin mời chào thầy. Tôi không được cho tôi được bảo vệ, chứ như vậy thì anh không được gì thì đến đã ngã sẽ ba lần bị chỉ cần rất đau đớn lắm nhá nhá mà sản số này có ai để cho nó tùy cái chỗ cái bùn này tùy nào vậy. Ngài bảo điều đó đúng, bởi vì Đức Phật Gautama hiện tại của chúng ta khi ngài còn lập vị Bồ Tát thực hành những cái pháp hành ba la mật và có những tích truyện được ghi lại ở trong bộ kinh Chātaka, có tất cả là nói cho chàng thường gọi cho chàng là 550 cái tích truyện, cả ở bên Myanmar cũng thường gọi cái số chàng như vậy, nhưng mà thật ra là chỉ có 447 cái tích truyện thôi. Thì đối với những cái 547 tích truyện mà thôi, thì đối với Đức Bồ Tát, vì ngài chưa có đoạn, ngài chưa có đoạn từ tất cả những cái phiền não muôn vàn, cho nên ngài vẫn còn tái sinh và có những kiếp thì ngài là những con thú, có kiếp thì ngài là người. Sẽ không kêu gì để tao biết thì nhiều hơn để thi ta cả. Nếu là mình có năng đồ mà lô bí sĩ hữu sở yên thế bệ hữu bà lý lô sĩ thả rè nê thị khán đa lưu liên lô khó bà rè cho nê thị khán đa lưu liên thì sư dê yêu kỳ lê thẻ lạ rè mê khá lê giá lạ rè lô kỳ gồn rè giá rè chê ngà sà bì tù mà sà sô tù lô bè bè nê nhà yào bà lê sà dì á kiên tù nê bô yô bô khán đề biến sinh, lễ sinh niệm nhạc, nhiều linh nhị lễ, giáo bệ nhân thà nạc tử linh nhị của lễ sinh biến nhị lễ được sổ bà lễ.
Và trong nhật ký tích truyền nói về cuộc đời quá khứ, những cuộc đời quá khứ của Đức Bồ Tát thì có nhiều viết Ngài cũng chứng đắc thiền định, và rồi Ngài cũng bị thoái đọa khỏi những cái tầng thiền định đấy. Thì đối với chàng thanh niên, khi mà được nghe tin rằng đã tìm thấy cô con gái đẹp giống như nó tượng vàng, thì ngày đêm ngủ không yên, bởi vì thật sự không muốn lấy, nhưng mà lỡ nói ra rồi cho nên rất là lo lắng, và thường đo đỏ không biết là ngày nào cô gái kia sẽ về đến. Thì cái sự đo đỏ lo lắng đấy là giống như một người mà tu tập thiền định, đắc thiền định rồi bị thoái đọa khỏi cái tầng thiền định đấy. Quay lưng qua đi được thì lưu từ đây ra để cha nhớ từ mà ayo mẹ sa mẹ mẹ để uyranari khán giả bị lo lắng mà để vì lo lắng không yên cho nên có khi lại ngủ không được, ăn không ngon. À vậy nên đồ ông nó ấy lo mía sa lo mía để uyrana ha tomanata uyrana la suy nên tự được chi vậy nè. Và ngài hỏi rằng với cái trạng thái ăn không ngon, ngủ không yên, lo lắng như vậy đó, thì đó là tâm hoan hỷ hay là tâm sân? Tâm sân. Đúng rồi. Đó. Ok. À rồi yên. Ai vừa rồi nói đi, ba nhóm chết rồi đấy. Về yên, để được chế bảo mẹ. Và khi hỏi rằng là vì sao mà chàng thanh niên bị như vậy? Vì sao mà có cái trạng thái sân ăn không ngon, ngủ không yên như vậy? Do cái gì? Nói tóm tắt thôi, do vì sao mà chàng thanh niên do phải lấy vợ, do phải lấy vợ. Do sắp phải lấy vợ. Thì để cho anh đó đang là sẵn lại cái lời chia bài mình đã có vừa nãy ba nhau chết rồi đủ. Ngài hỏi rằng là hôm qua đó, Ngài hỏi là vì sao mà có cảm thọ, vì sao có cảm thọ xúc chạm, có đối tượng xúc chạm với đối tượng, do xúc chạm đúng rồi, là do sự xúc chạm, do xúc cho nên mới có thọ. Cái khác, nhà na lên này này sang lô ngủ này chạm vô vào này để được vô vào này. Và chạy hỏi lại là nói một cách dễ hiểu đó. Trong một cái ví dụ mà Ngài đã từng cho ta nghe thì nói cho một cách ví dụ, nói cho dễ hiểu thì cái ví dụ minh họa là gì? Do cái gì? Còn cái ví dụ minh họa về xúc và thọ là nguyên nhân. Có những cái nguyên nhân nào để có xúc thì có một cái ví dụ minh họa
chủ với khách. À, đúng rồi, chủ và khách. Em xin nhớ em để xin lỗi. Em xin đi cùng nhau vào hỏi. Như vậy thì chủ ở đây là gì? À, chàng thanh niên. Yes. Chủ là gì? À, ở trong thân của mọi người đó thì ý. Chủ là gì và khách là gì? Ý. Chủ là sáu giác quan. Chủ là sáu giác quan: tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, cảm. Còn khách là sáu cảm trần. Đó, sáu cảm trần. Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Yesi na naka sha kaya tu na ba chao ka lo hariya vittu ai hariya vittu ida me ya ba bu hariya vittu ma mi le bowen sait ka le pa ba le tu a asian lo na ba chao asian chit ba le ingai vừa mới đến đó là tai, mắt, mũi, lưỡi, thân và ý vật. Ngài nói là hariya vittu là ý vật, có nghĩa là cái nơi mà tâm khởi sinh lên, cái nơi tâm khởi sinh lên. À, và cũng có một cái nghĩa nữa, đó là cái tâm nó khởi sinh lên từ cái hồ kiếp tâm. Từ hồ kiếp tâm là cái tâm duy trì mà gọi là Bhavanga, là cái tâm hồ kiếp. Thì đó cũng là một cái nơi mà khiến cái dòng tâm thức nó sinh khởi. A khu nê thi gan da lu le ma pa tha ma e de ne e shin ne e de ga tu ye na ne na ta mi ni lu ta de me ka le twei bi so de a tan chit ba de a li lu yin ye na ne gou ta yin ye a tan le me ka cho le twei ne so de a tan le e de ne e shin pa tha ma sa twei ba de a li dong ga le tự mà vui lên là khán giả bị hòa bị. Thì như vậy chàng thanh niên khi tai nghe âm thanh, thì âm thanh đó là gì? Âm thanh đó là lời nói rằng đã tìm ra cô con gái và đang đưa về nhà. À, thì khi mà tai của chàng thanh niên nghe cái thông tin như vậy thì mới khởi sinh lên cái cảm thọ. Và cái cảm thọ ở đây là thọ khổ, bởi vì là chàng thanh niên đang lo lắng. Khu quê lên hoa mi sau này sẽ ra để cha hoa mi anh cha hoa này chỉ là Obama đàn anh số ba đó, năm nay đâu nay đến nay ngày nay cha đó đi, rồi mà lên là nó cầm dao vào u, ấy đi chơi má, ấy lùi lên mày á, xa lùi lên mày á vào u, số yên, bé xin nè bé uốn na, bé xin nè bé ai cũng chơi mày đấy, số là u từ lâu mòn u, nè nè đi, nhân sinh chơi gì mà. Mặc dù chàng thanh niên chưa có biết tin là cô con gái đã chết, thì cô con gái đã chết cách đây 2-3 tiếng đồng hồ rồi, nhưng mà tin tức về cô con gái đã chết thì vẫn chưa có đến tai của chàng thanh niên. Thì trong suốt thời gian 2-3 tiếng đồng hồ đó, chàng thanh niên vẫn cứ lo âu, không ăn không ngủ gì được. Thì như vậy trong cái giai đoạn 2-3 tiếng đồng hồ này, thì đối với chàng thanh niên, ở trong chàng thanh niên thì vẫn còn cái tâm lo lắng này. Thì như vậy cái gì là chủ, cái gì là khách? Ý vật. Ở trong chàng thanh niên. Ý vật. Ý chủ.
ý hả? Dạ. Ý là chủ. Dạ. Còn khách là những cái tưởng tượng. Còn khách là gì? Những cái thông tin và những cái anh ta tưởng tượng thêm. Khách là những gì mà chàng thanh niên nghe rồi là bây giờ vẫn còn nhớ lại. Thì đi lô sơ đề em xin gà đi hà ra giang quân thủ hà ra giang quân thủ đi dân bộ xe nó mà em đề gà từ cha cái đế hào dạ em quê đi yes si cứ trai nhảy đuôi ra một đi trai nhảy đuôi ra ayo anh nhớ yes si này si yes si na na khao sha kaya đi ngắm hoa rồi biết số bản đề này chế bài cha nè hay là một chút mi nè bảo vệ nè tham ayo đi ngắm rồi để nhà ga alo nè sai nè lúc đi đâu bao nhiêu bản đa thanh chế bài Ngài nói đúng. Khi mà chàng thanh niên đã nghe rồi, rồi sau đó vẫn còn lo lắng là bởi vì chàng thanh niên vẫn còn nhớ lại những cái gì đã nghe. Cho nên ở đây chủ chính là ý Phật. Và cái tâm và tâm hồn kiếp là một cái dòng tâm thức mà khi một người ngủ khi một người ngủ thì cái dòng tâm đó gọi là cái dòng tâm hồn kiếp. Bởi vì nếu như mà chúng ta ngủ mà không có cái dòng tâm hồn kiếp tâm đó đó thì ta sẽ không có dậy được. Cho nên mới gọi là hồn kiếp tâm. Khi mà có cái đối tượng tác động vào như đang nằm ngủ mà nghe một cái tiếng động thì cái đó một cái tâm khác nó khởi sinh lên từ cái dòng tâm thức đó. Cho nên cái trụ ở đây đấy đó là cái dòng hồ kiếp tâm là cái nơi để khởi sinh lên các tâm. Và khách ở đây là những gì chàng thanh niên đã nghe thì những gì chàng thanh niên đã nghe nó theo thuộc ngữ Phật học nó là pháp, là những cái đối tượng mà đã từng nghe, đã thấy, đã ngửi, đã nếm, đã xúc chạm và sau đó thì xuất hiện lại trong tâm thì những cái đối tượng đó gọi là pháp. Cho nên pháp có nhiều nghĩa, tùy vào các cái ngữ cảnh khác nhau mà chúng ta phải hiểu nghĩa cho chính xác. Thì ở đây pháp có nghĩa là cái đối tượng mà chàng thanh niên, cái âm thanh mà chàng, cái thông tin mà chàng thanh niên đã nghe. Thì đối với chàng thanh niên này, do do chủ là cái dòng hồn kiếp tâm và khách là những thông tin đã nghe, cho nên mới có sự cảm thọ, mới có cảm thọ lo lắng. Ấy điều vui là nào nhớ cô, sự vui là nào được khó vậy? Ấy sự vui là nào cô? Tất nhiên là mình thấy này, để cho hiểu để chỉ cho này để được kỷ luật đi à vậy? Thì cái cảm thọ mà khởi sinh lên trong tâm của chàng thanh niên thì cảm thọ đó gọi là cái cảm thọ thuộc về tâm. Những cái đối tượng mà chúng ta có thể nhìn trực tiếp, nghe trực tiếp, ngửi trực tiếp, nếm trực tiếp và xúc chạm trực tiếp là những cái đối tượng ở trong hiện tại.
và những cái đối tượng nào mà mình đã từng nghe người niệm xúc chạm vân vân, rồi còn nó xuất hiện lại trong tâm, thì những cái đối tượng đó là những cái đối tượng thuộc quá khứ. Vì vậy mà khi năm giác quan tai mắt mũi lưỡi thân tiếp xúc với là năm cái trần cảnh tương ứng ở bên ngoài đó, thì xảy ra ở trong hiện tại. Còn đối với ở trong ý thức ấy, thì những cái đối tượng mà ý thức tiếp nhận có thể là quá khứ, hiện tại, tương lai. 여기 보고 아 미미의 단념과 바오일어나의 체질 피날의 일어나고 일어나 보고 단념과 모호구 간사의 모호단념에 피비 깨소하네로 일어나고 쉬우는 야와네 너무 일어나고 체스일의 애정 애대 애신 그구구네 쉬우는 야와네 애료묘 เวรณาติมนัตกะเปลืองเกตโลยีวบางนี้โดยเวอหังกะเปอติงกะဖြစ်อหังกะเปอติงกะဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့ရှုလိုက်ရင်လည်းဒါဝိပဿနာဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ် Khi mà sáu giác quan tai mắt mũi lưỡi thân và ý tiếp xúc với là sáu trần cảnh sắc thanh hương vị xúc và pháp thì đều xảy ra cảm thọ trong đó, cho nên mới gọi là xúc, do có xúc cho nên có thọ. Thì dù những cảm thọ đó là khổ dễ chịu hay là khổ khó chịu là dễ chịu hay là xả trung tình, thì hành giả đều cần phải quan sát những cái cảm giác đó, dù là một cái cảm giác nào, khổ là hay xả đều cần phải quan sát. Nếu như hành giả không quan sát những cảm thọ đó, khi sáu giác quan tiếp xúc với sáu trần cảnh bên ngoài, thì hành giả có thể quan sát sáu giác quan và trần cảnh, có thể như ngài nói là có thể quan sát chủ nhà và khách, bởi vì chủ nhà và khách là những nhân những duyên để cho cảm thọ khởi sinh. Như vậy hành giả có thể quan sát cảm thọ hoặc là quan sát các nhân và duyên làm khởi sinh lên cảm thọ. Trên chiều bám chín, Yudana Suni của Tị Tha để từ đó gom đeo hà. Siva Ozani giả lưu của Nguyên Đi Đốt Đại Đà Rục. Tôm Nát Tạo Yudana Yên Chiên Đề Về Yudana ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ဒီလိုလေးတတိနဲ့ထိန်ထားမယ်။ဆင်းရဲဆရာလေးကိုဗီယောဂါလေးဖြစ်လာတဲ့တရေစကားလေးကြားလို့အကြောင်းမကြီးပြောလို့မနှစ်သက်ဆရာဝေဒနာလေးကျုံလာရင်လေဒီဝေဒနာဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောပဲ။ရေကိုကောင်းလေးလို့ပဲခုပြတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောပဲလို့တတိနဲ့ထိန်ထားနိုင်ရင် Cho nên đối với một người dù là có những thuận duyên ở trong đời sống, thành công trong công việc, thì người đó sẽ có được sự hoan hỷ, sự vui mừng, sự thoải mái, đó là những cái cảm thọ.
Và nếu là một hành giả thì hãy quan sát những cảm thọ đó với chánh niệm. Hoặc nếu một người gặp một số nghịch cảnh ở trong cuộc sống, như là bệnh tật ốm đau do dịch Covid vừa rồi chẳng hạn, hay là do một số bất tiện ở trong đời sống gây ra làm cho người đó khó chịu, bất an, lo lắng, thì là một hành giả cũng cần quan sát những cái cảm thọ đó với chánh niệm. Thì khi hành giả có thể quan sát với chánh niệm những cảm thọ dễ chịu hay khó chịu hay là trung tính với chánh niệm, thì không những hành giả không có những nguy hiểm mà còn có những phước báu, những trí tuệ thiền quán. Giờ cứ chỉ nghe sa bi đó, anamana tamari u chu chao bi đó, vedana kamatan u si ya no ma che do, ya bodha a namo tada phin che ko cha ya che ba le. Và hành giả quan sát những cái cảm thọ giống như là quan sát những cái bọt nước ở trên mặt nước khi trời mưa, như cái ví dụ mà ngài có cho một sáng, thì quan sát những cái cảm thọ dù là khổ, lạc hay xả thì cũng phải quan sát với chánh niệm, như là cái bọt nước xuất hiện bất đi vậy. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu một thời gọi thiền. Và như thường lệ, trước hết chúng ta sẽ niệm Phật, sau đó ra tâm từ và hồi hướng phước tình tất cả chúng sinh. Nam mô thư giãn bản thân.
lên ngọn cột thả tự nhiên ta nhắm mắt và chú ý đến hơi thở vào hơi thở ra tại vị trí ở lỗ mũi. Hành giả có thể quan sát ở một cái điểm tiếp xúc tại lỗ mũi nào mà cái hơi thở rõ nhất. Khi hơi thở đi vào, tiếp rõ hơi thở đang đi vào. Khi hơi thở đi ra, tiếp rõ hơi thở đang đi ra. Từ đầu đến cuối hơi thở tại vị tiếp xúc đó. Khi nghe một âm thanh hay là có những cảm giác nào trên thân hoặc có những hình ảnh nào xuất hiện ở trong đầu thì hành giả không chú ý, không quan tâm mà hãy quay trở về lại hơi thở vào và hơi thở ra tại việc tiếp xúc ở lỗ mũi mà thôi. Cố gắng duy trì sự chú tâm ở trên hơi thở tại lỗ mũi. Sau khi thực hành như vậy khoảng chừng 30 phút thì sẽ nghe tiếng chuông và sau đó hướng tâm đến những cảm giác nào rõ nhất, nổi bật nhất ở tinh thần và quan sát những cảm giác đó. Hãy quan sát như chúng đang sinh lên, đang tồn tại, đang mất đi mà không có cho rằng những cảm giác đó là dễ chịu hay khó chịu mà chỉ cảm nhận, quan sát cảm giác như thế nào thì biết như vậy, thấy rõ sự sinh lên, sự tồn tại, sự biến đổi, sự mất đi như thế nào mà thôi.